chào các bạn trở lại. Khả Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Bạn hãy thử lấy hai ly nước từ hai nguồn nước khác nhau, mắt thường không phân biệt được vì chúng y hệt nhau, nhưng bên trong chúng hoàn toàn khác nhau. Rồi bạn tách hai ly nước ra hai môi trường, một bên nghe lời chân thiện, nghe nhạc êm dịu, một bên nghe lời bất thiện. Sau một thời gian, tánh của hai ly nước sẽ có tần số rung động khác nhau. Điều này từng có nhiều nhà khoa học đã thí nghiệm. Vì vậy, vạn vật đều có từ trường, có cả linh tánh. Không ít những vị gia chủ giàu có tài giỏi thông qua thuật cải vận theo mệnh khuyết đã thay đổi vận hạn chính họ khi ứng dụng. Không phải do năng lực của Khải Toàn mà do chính bản thân các vị ấy tự nhận ra đây là phương pháp cải vận phù hợp để thay đổi vận hạn. Người sinh mùa xuân, mọc vượng thì kim suy. Mọc vượng là người trượng nghĩa, giàu lòng nhân từ. Lá số như thế nào là cần kim? Các bạn lưu ý, nội dung không đề cập về mệnh kim. Luận về mệnh thiếu kim. Kết hợp cùng thuật số bát tự tứ trụ, các bạn nhìn theo đồ hình để tự tra lá số, ghi lại những thông tin của bản thân. Người dư mộc sinh vào mùa xuân nhằm các tháng Dần, Mão, Thìn. Mùa xuân là đầu năm, riêng người sinh vào tháng Thìn cần xét thêm những yếu tố khác. Sinh vào các tháng Dần, Mão, Thìn tầm tháng 2, 3, 4 dương lịch. Thông thường vào tiết khí Vũ Thủy, tức sau 18 tháng 2 mới dư mộc thiếu kim. Các bạn nhìn vào hình minh họa. Dư mộc tức là kỵ mộc. Kỵ mộc thì dùng kim để cân bằng. Người sinh các tháng trên đa phần thiếu kim. Hoặc người trong mệnh có tam hợp bởi Dần, Mão, Thìn hay Hợi, Mão, Mùi. Người dư mộc thường nghĩ khí là nhóm người mạnh mẽ, có ý chí cầu tiến. Vì quá quân tử, muốn giúp người nên dễ bị gạt. Họ ít khi thích ở môi trường có nhiều cây cối. Họ thích sống hiện đại hơn, yêu màu trắng và yêu môi trường mát mẻ. Biết mệnh mới có thể cải mệnh. Công việc thành thạo do học hỏi và tôi luyện. Khải Toàn sẽ hướng dẫn các phương pháp cải vận. Bản thân chư vị đủ duyên lành, xem video, xem bài này đủ phước duyên để tự nỗ lực phấn đấu. Chính các vị mới có thể tự thay đổi vận hạn của chính mình. Phương pháp phong thủy hay thần Phật chỉ là phương tiện bên ngoài. Chính các bạn tự thân nỗ lực vươn lên bằng sự chân thiện, bằng tấm lòng rộng mở mới có thể bồi phước. Không thần Phật nào giúp ta thay đổi được nghiệp quả. Nhân quả ba đời. Nghiệp quả đời này là nhân đời trước. Mệnh giàu có thể thấy trong sinh thần bát tự, tức 8 ô năm tháng ngày giờ sinh. Đời này tạo tác sẽ tăng hay giảm phước báo. Giả dụ có thân lành lặn, phải ăn uống chừng mực, tập thể thao, thân sẽ khỏe. Khi ứng dụng tốt, cũng không nên cuồng tính thái quá. Vì pháp môn thay đổi vận khí tốt nhất vẫn là tu dưỡng tâm tánh thông qua bố thí. Bố thí tài, bố thí ái ngữ hay bố thí vô ý. Nhưng trước tiên hãy bố thí cho tâm trí mình sự an lạc bằng cách buông xả sân hận, những tạp niệm. Khải Toàn dành tấm lòng của mình chia sẻ đến chư vị có cơ duyên xem được video những phương pháp thiện lành. Trồng nhân thiện sẽ có quả thiện là điều không cãi bàn. Người sinh mùa xuân, dư mộc thiếu kim. Những lúc vận suy chỉ cần thêm một vật hành kim bên mình có thể giúp cho công việc hanh thông đáng kể. Không chỉ lựa chọn thời gian quyết định việc hệ trọng, ngay cả chỗ ngồi, giường nằm, nơi thường đến hay tất cả những vật dụng thường xuyên bên cạnh để có vận khí hanh thông. Người thiếu kim khi vận khí suy nhất định phải có màu trắng, phải có vàng bạc bên mình để gia tăng vận khí.
nếu vật ấy được gia trì sái tịnh sẽ có thêm linh khí. Bản thân mỗi người nếu có tính tâm vẫn có thể chú nguyện vào chính những đồ vật này để gia tăng khí trường thiện lành. Vì vạn vật đều có từ trường, vạn vật đều có tánh. Khi vận khí suy, hãy ngồi xuống tĩnh tọa, hành thiền vài phút mỗi ngày để tìm cho mình sự an lạc và đi tìm bậc thiện tri thức. Sau đó hãy chọn một vật nào đó, ngày ngày chú nguyện những điều tốt lành vào vật ấy. Nguyện những điều lành đến với người người, sau một thời gian sẽ có phép màu xuất hiện, trừ khi chính bản thân bạn không đủ tinh tấn cầu nguyện. Nếu cải vận theo mệnh khuyết là một phương pháp cải vận, thì thiền định là một phương pháp tu dưỡng tâm, khai mở trí tuệ. Đọc sách, đọc kinh là một phương pháp gia tăng tri thức. Người tin và tín vào thiên địa quỷ thần cũng là một phương pháp về nhân quả. Mời các bạn xem thêm trong video 28 bước khai vận. Dù bạn chẳng biết gì về phong thủy, vẫn có thể thay đổi số mệnh theo những phương pháp ấy. Những phương pháp dựa vào từ trường, sự thiện lành, sự kiên trì sống cùng nhân quả. Người mà biết những mật mã của bản thân có thể cải vận mới có thể cải vận, vì biết mệnh mới có thể cải mệnh. Người sinh các tháng dần mão thìn vào mùa xuân, hay người trong mệnh có tam hợp bởi mão mùi, hợi mão mùi, hoặc là dần mão thìn là mệnh có mộc vượng. Khi ứng dụng cải vận theo mệnh thiếu kim, bạn là người đủ phước đủ duyên lành để tự thay đổi vận hạn. Tuy nhiên đừng vội tin vào ai đó hay sách vở. Hãy tự trải nghiệm các phương pháp cải vận cho mệnh chiếu kim. Bản thân của bạn tự có câu trả lời cho những phương pháp ấy. Thuật số bát tự tứ trụ hay tử vi số mệnh là hai thuật số luận mệnh chuyên sâu, có tính chính xác rất cao. Dựa vào năm tháng ngày giờ sinh và cả giới tính để xét mệnh. Để thay đổi vận khí không thể không nhắc đến nơi sinh sống. Thay đổi từ trường xung quanh giúp bản thân hòa hợp hơn. Vạn vật đều có từ trường, tâm thiện lời thiện là từ trường tốt nhất cho nơi sinh sống, cho chính ngôi nhà của bạn. Giả dụ người sinh mùa xuân đa phần kỵ mộc, cần kim để cân bằng trong mệnh, giúp vận khí hanh thông, thêm cơ hội về tài lộc. Người dư mộc tính quân tử, cọc tính yêu thương gia đình. Mệnh khuyết ngũ hành nhằm tìm ra đúng ngũ hành mình thiếu để ứng dụng, tức tìm ra dụng thần. Đây chỉ là một phương pháp trong hàng vạn phương pháp, bạn không nên kỳ vọng nó thay đổi tận gốc. Mệnh của bạn từ nghiệp ba đời cho ra phước phần ở đời này, phước có từng phần. Phương pháp cải biến tốt nhất vẫn là sống cùng nhân quả, là tu dưỡng tâm tánh, biết mở lòng giúp chúng sanh, đoạn trừ tham sân si, ít muốn biết đủ. Và đặc biệt không tự biến tâm trí của mình thành chiếc thùng rác chứa đầy phiền não, chứa đầy thị phi. Khải Toàn luôn hướng các gia chủ đến sự tự tu, đó chính là con đường chân thiện chuyển hóa vận mệnh. Dù bát tự tứ trụ hay tử vi số mệnh hay cả mệnh khuyết ngũ hành cũng chỉ là những phương tiện trong cuộc sống. Phương là phương pháp, ta dùng những phương pháp nào tiện với ta. Nội dung chia sẻ được chọn lọc từ những gì tinh túy nhất, từ những bài tập trong các nhóm học online và từ rất nhiều lá số Khải Toàn đã xem. Vì vậy, kính mong chư vị đủ duyên lành xem và lĩnh hội. Những ai xem và ứng dụng phù hợp là phước duyên của Khải Toàn. Giảm ngũ hành kỵ để cứu mình. Trước khi tìm hiểu về những phương pháp cải vận cho mệnh khuyết kim, các bạn nên biết qua các mật mã của mộc nhằm hạn chế để tự cứu mình trong các lựa chọn. Người kỵ mộc sinh mùa xuân nên hạn chế những vật sau. Đầu tiên là hạn chế dùng những màu nóng, hay là xanh lá, đỏ tím cam hồng. Hạn chế dùng nhiều đồ gỗ, vật liệu từ cây cối. Về động vật, mèo, hổ, vịt, cua là mộc,
người kỵ mộc không nên nuôi mèo hoặc là ít ở gần chúng. Ăn các loại nấm, đông trùng, uống nhiều trà là mộc. Nói như trên không đồng nghĩa phải đoạn hết những thứ ấy. Các bạn chỉ cần cân bằng trong đời sống hàng ngày nhằm hạn chế và có sự lựa chọn. Trong nhà hoặc nơi làm việc không nên ngồi gần những vật như tượng gỗ to, tượng mèo hổ. Sau đây là những con số không nên chọn. Đây là những con số mang ngũ hành đa phần mộc hỏa. Bạn có thể tham khảo thêm ở website những số hợp mệnh. Với những người sinh cùng mùa, dư cùng ngũ hành, làm ăn cùng nhau thường khắc khẩu dễ xung đột, nên chọn người. Các bạn thiếu kim nên chọn người sinh vào mùa thu đông sẽ hợp hơn. Ứng dụng vài mật mã trên là bước đầu tự giảm vận kém. Ngày ngày thiền định là phương pháp khai mở tuệ nhãn, giúp tâm bình khí hòa. Xem các mật mã trên có phải là mật mã kỵ của bản thân hay không, rồi tự mình chọn phương pháp hay phương tiện phù hợp để cải vận. Người sinh mùa xuân, thiếu kim nên biết khỉ trâu gà là quý nhân. Bên cạnh hay nơi làm việc nên có tranh ảnh hoặc tượng của khỉ trâu hoặc gà. Hãy chú ý quan sát không gian và thời gian. Giả dụ nơi ta ở nhiều nhất mỗi ngày là gì? Giường ngủ, nơi làm việc ngồi trên những chiếc ghế màu gì? Bàn làm việc có những vật dụng màu sắc gì? Rồi cả những nơi hay đến, những món ăn ta hay ăn. Lựa chọn những vật có ngũ hành khuyết, đó chính là dùng dụng thần của mình để cải vận. Mỗi ngày trên chiếc giường thường là từ 6 đến 8 giờ, thì màu sắc của ra gối, giường, nệm vô cùng quan trọng. Màu sắc của cả căn phòng. Mỗi sáng thức dậy, ta dùng kem đánh răng, khăn tắm, bàn chải đánh răng lượt màu gì? Đặc biệt màu của chiếc xe hay đi, những món trang sức hay dùng. Khi đi ra ngoài, thường mặc đồ quần áo màu gì? Đến nơi làm việc, những vật trên bàn và màu sắc chiếc ghế hay ngồi. Logo, màu sắc của công ty đang làm thuộc ngành gì? Ngành nghề của họ là gì? Giả dụ logo hình tròn màu trắng xám là kim thì khá tốt. Nếu ngành về nhà hàng Á, logo vuông tam giác có màu đỏ, tím, vàng, xanh lá đều là ngũ hành thuộc mộc hỏa, là kỵ với mệnh thiếu kim. Những ngành mình làm kỵ khó lòng suôn sẻ như mong muốn. Nếu chọn logo màu sắc ngành nghề công ty của bạn là hình tròn hay hình gợn sóng, trắng xám hay đen xanh dương, bạn sẽ nhiều cơ hội thuận lợi hơn hẳn. Tiếp theo, có thể bạn không nên quan tâm về mệnh của vợ chồng con cái có kỵ hay không, nhưng nên biết ngày tháng năm sinh của sếp, của cấp trên. Nếu bạn là sếp, càng phải quan tâm đến ngày sinh của nhân viên thân tín, giảm thiểu tối đa những rắc rối phát sinh về sau nếu mệnh của họ kỵ với bạn. Tức những người sinh mùa xuân hè, khả năng kỵ với bạn rất cao, vì bạn thiếu kim, đa phần thiếu lương tả thủy. Khải Toàn xin chia sẻ chi tiết tất cả phương pháp cải vận cho mệnh thiếu kim. Màu chủ đạo của mệnh thiếu kim là màu trắng xám và cả màu hột gà. Ngoài màu sắc còn có rất nhiều đề mục khác giúp cải vận, trong đó không thể thiếu mật mã quý nhân. Thân dậu hành kim là quý nhân, ngoài ra còn có tỵ sửu. Ví dụ người tuổi dậu sinh tháng thân hay người tuổi tỵ sinh tháng sửu. Những người có mật mã này đều là quý nhân của mệnh thiếu kim. Hợp tác với họ hay là người yêu hoặc ở cạnh họ cũng có thêm may mắn. Các mật mã trên có thể áp dụng cho việc chọn ngày lành, tiến hành những việc quan trọng giúp công việc dễ hanh thông. Đặt hình tượng trên bàn làm việc một con gà hay một con trâu là kim. Mỗi sáng tắm soi gương là hành động gia tăng kim thủy. Trang sức đồ dùng không thể thiếu trắng xám. Các bạn cần nhớ khẩu quyết đơn giản thân dậu và tỵ sửu. Mệnh thiếu kim sinh mùa xuân nên biết chọn trang sức vàng bạc để tăng cường vận khí của bản thân. Dĩ nhiên vàng nhiều kim hơn bạc. Đá quý có thể dùng màu xanh dương của thủy, hoặc là đeo nhiều dây màu đen, màu xám cũng có thể gia tăng tác dụng. Nếu vận trình vô cùng kém, có thể đeo thêm một lắc bạc, một lắc vàng ở chân, nên đeo ở chân trái. Trong ba lô nhất định phải có một chiếc gương hình tròn. Thiếu kim vẫn có thể dùng trang sức hành thủy, ví dụ đá quý màu đen hoặc màu xanh lam. Mệnh khuyết kim thường có thói quen hay sưu tầm và cất giữ dao kéo đồ kim loại.
nhưng để đồ dùng bằng kim loại tự phát huy tác dụng tốt nhất, hãy mang chúng bên người, ví dụ bộ cắt móng tay và cả chiếc gương nhỏ. Nên sử dụng nhiều đồ dùng hoặc đồ trang trí bằng kim loại để trợ vận. Những vật có từ trường hợp gia tăng mệnh, gia tăng cơ hội tốt thêm thuận lợi, cho bản thân thêm năng lượng tốt lành, thêm sự lạc quan và tinh thần thoải mái. Nhưng chính bản thân bạn cần có niềm tin khi dùng những vật ấy. Những bạn nữ huyết kim thường kỵ mộc hỏa, không nên chọn đồ có màu đỏ tím hồng. Nên chọn những túi xách màu trắng, đen, xanh dương. Những chiếc nón hay giày dép cũng tương tự như vậy. Và cả màu sắc chiếc xe thường sử dụng, ốp lưng điện thoại. Trang sức có từ trường tốt nhất, giá thành không quá đắt cho người thiếu kim thủy đó chính là thạch anh tóc trắng hoặc thạch anh tóc đen. Một anh gia chủ khuyết kim cực độ vì mệnh có quá nhiều mộc, tủ quần áo của anh ấy toàn màu trắng, trang sức nhẫn bằng vàng thì nhiều vô kể. Mỗi khi vận kém, anh ta thường tự thưởng cho mình bằng những chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương, đã vàng còn thêm kim cương, vô cùng nhiều kim thủy. Chẳng may chưa có cơ hội mua nhẫn vàng kim cương thì việc ta ăn kem lạnh, uống bia hay uống trà đá cũng gia tăng vận kim thủy. Vật quan trọng thường xuyên bên mình nên gia trì sái tịnh sẽ có thêm từ trường lành. Tự bạn mỗi ngày tự chú nguyện những điều lành vào những vật ấy. Kim trên cơ thể. Mệnh thiếu kim nhất định phải dùng nhiều màu trắng xám. Trang phục hàng ngày phải có các màu này mang lại vận tốt. Túi xách hay vớ cũng có công hiệu tương tự. Trên gương mặt, miệng và tai đại diện cho thủy, thì mũi đại diện cho kim, tóc đại diện cho mộc và mắt phần đầu đại diện cho hỏa. Khi cảm nhận mệnh kém, nam giới có thể thêm một chiếc bông tai vàng trắng, vì tai là thủy, thêm vật kim có thể trợ vận kim thủy. Phụ nữ thì sơn móng tay, sơn móng chân nên chọn màu sáng. Nam giới không nên giữ nhiều râu lông tóc, nhất là móng, vì đó là những thứ mọc trên cơ thể. Càng không nên dưỡng tóc đỏ hay vàng sậm. Khi đi ra ngoài nắng, vì mệnh kỵ hỏa nên nhất định đeo kiếng mát. Ánh nắng là hỏa, hỏa mạnh làm tổn thương da và mắt. Việc này thường xuyên xảy ra sẽ làm vận kém. Khi đeo kiếng mát nên dùng gọng kính kim loại, vì kim loại và hình tròn đại diện cho kim. Nữ giới khuyết kim nên tắm trắng và dưỡng da, hãy làm cho khuôn mặt luôn trắng đẹp, cũng chính là hành động gia tăng kim vượng. Ở các nước có tàu điện ngầm là nơi có rất nhiều kim. Xe máy, ô tô không nổ máy mới là kim, nổ máy sẽ là hỏa. Tóc là thuộc mộc, mệnh thiếu kim nên để tóc ngắn, nếu để dài nên thường xuyên kẹp tóc, vì kẹp tóc đa phần bằng kim loại. Mệnh thiếu kim khi vận kém, hãy xem lại miệng và mũi, dễ có mụn, dễ bị nám, vì đây là các cơ quan thuộc kim thủy trên cơ thể. Trước khi đi ngủ cũng cần hấp thu kim thủy. Giường ngủ là nơi ở lâu nhất mỗi ngày, vì vậy gối mền cũng nên chọn màu sáng, nên mang theo chai nước lọc bên cạnh. Và tuyệt đối không nên sạc điện thoại ngay cạnh đầu nằm, vừa không tốt cho sức khỏe, vừa tự làm vận mình kém đi, vì hành động sạc điện thoại là hành động của hỏa. Hình tượng trưng cho kim là hình tròn, hình gà, khỉ, hình tề thiên đại thánh hay hình núi tuyết. Từ trong nhà nhìn ra thấy kiến trúc màu trắng hay là thấy nhà thờ đều là kim. Mỗi sáng thức dậy, mệnh thiếu kim nên biết phải tỉa sạch lông mũi, để lông mũi lộ là tượng hao tài, và nên cạo hoặc làm râu gọn. Có thể dùng đồng hồ báo thức hình tròn màu vàng. Tắm gội soi gương là những hành động gia tăng kim thủy mỗi sáng cho người thiếu kim. Và đặc biệt nên nhớ bước chân xuống giường ở hướng Tây Bắc hoặc hướng Tây. Không gian sống của mệnh thiếu kim. Vì sao có những người thích thờ Quan Thế Âm? Vị Bồ Tát này mang hành kim, nhất là tượng màu trắng, có áo trắng càng nhiều kim, vô cùng phù hợp với người thiếu kim để thờ phụng. Nhưng vị Quan Đế Quân mang hành hỏa, thần tài phương Nam đều là hỏa. Không nên trồng nhiều hoa, muốn trồng có thể chọn cây trầu bà là cây hoàng kim cát. Cây kim ngân cũng tương tự. Trong ngôi nhà không thể thiếu màu trắng hay màu kem vẫn là hành kim, từ màu sơn, nội thất, ghế ngồi nên là hành kim.
nên Chánh nhà ở phía Tây, dù phía Tây là hành kim, nắng buổi chiều của phía Tây mang năng lượng rất kém. Nhà ở có thể chọn nhà thấy được sông nước, từ ban công nhìn ra thấy nước hay thấy màu trắng. Nhà vệ sinh là thủy, có thể thiết kế màu sáng và rộng. Khuyết kim không thể thiếu gương. Nhà nếu có nhiều gương to là rất nhiều kim. Người thiếu kim thích nhà ở hiện đại hơn những ngôi nhà quá nhiều đồ gỗ. Trong mỗi ngôi nhà, nơi có nhiều kim nhất không chỉ là gương, mà là chiếc tủ lạnh và chiếc két sắt. Hai vật này rất nhiều kim. Người cần kim có thể đặt một chiếc tủ lạnh trong phòng khách. Về đặt gương, gương hình tròn sẽ nhiều kim hơn gương hình vuông. Nhưng lưu ý, tránh đặt đối diện cửa ra vào, tránh đặt chiếu vào giường ngủ, và những vật liệu ở bếp không nên phản chiếu. Những dấu hiệu trên là tượng của đào hoa sát, là phạm sát trong phong thủy. Tại bàn làm việc treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ đều là kim, nhưng bức tranh bằng đồng hình tròn, không chỉ nhiều kim mà có công năng hóa sát khung tinh, ngũ hoàng và nhị hắc. Tập thể dục bằng máy tập cũng là một hành động nạp kim. Tất cả dụng cụ thể thao đều thuộc kim, đều từ kim loại. Tập từ 15 đến 19 giờ vô cùng hiệu quả. Thêm một chiếc đồng hồ quả lắc là vật nên có, kèm theo cả một chiếc chuông để gõ. Những khi mệnh thiếu kim muốn hành vận hanh thông, nhất định phải nhớ kỹ hướng càn. Càn tức là Tây Bắc, là thuộc kim, là vị trí người đứng đầu trong công ty, người cha, người chủ trong gia đình. Hướng Tây Bắc trong nhà và văn phòng phải thường xuyên sạch sẽ, không có tạp vật hay hình thù kỳ quái. Tốt nhất đặt những đồ vật màu trắng ở phương vị này là điều tốt lành với những người cha, người chủ mệnh thiếu kim. Nhận biết âm thanh. Thấy bằng mắt là hình sắc, ngửi bằng mũi là vị sắc, nghe tiếng ồn là thanh sắc. Tiếng xe cứu thương, tiếng xe cứu hỏa là âm thanh của hỏa, tiếng gõ mõ là âm thanh của mộc. Những âm thanh không tốt với người thiếu kim. Nhà bạn gần nhà thờ thường nghe tiếng chuông, thường nghe tiếng chuông từ nhà thờ là âm thanh của kim, hay tiếng đàn cũng là hành kim. Âm thanh này tốt cho mệnh thiếu kim. Thắp hương mỗi ngày là hành động gia tăng mộc hỏa, người kỵ mộc hạn chế thắp hương. Âm thanh của đàn tranh, của đàn dương cầm là thuộc kim, giọng nói của ai có âm vang cũng là hành kim. Nhất định trong nhà phải có một chiếc chuông đồng. Mỗi sáng đứng trước bàn thờ, gõ vài tiếng vào chiếc chuông đồng, âm thanh này là âm thanh của kim, tốt với người khuyết kim. Âm thanh này còn có công năng hóa sát, giúp từ trường trong sạch lại. Bất kể khi nào vận bạn kém, hãy gõ vài nhịp vào chiếc chuông đồng này. Phương pháp có kim tốt theo năm. Tính đơn giản, hướng Tây và Tây Bắc hành kim, hướng Bắc hành thủy. Bàn làm việc hay là mặt ngồi nên hướng về các hướng này. Khi đi ngủ thì đầu cũng nên hướng về đây. Để sắp xếp bàn làm việc hay giường ngủ theo hướng rất khó. Ta có thể áp dụng hướng mỗi ngày thức dậy, bước chân xuống giường. Giả dụ bạn không nằm giường vẫn có thể áp dụng được khi nằm nệm. Đó là những hướng tốt theo từng năm. Vì trái đất luôn chuyển động, từ trường mỗi năm sẽ khác nhau, ứng dụng cho mỗi sáng khi thức dậy. Trong cửu cung phi tinh, ngôi sao lục bạch và thất xích là hai mật mã của kim. Tuy nhiên thất xích là sao thị phi. Bạn nên chọn phương hướng có sao lục bạch kim tinh, và nên chọn cả sao nhất bạch thủy tinh. Vì vậy, tìm ra phương vị nhất bạch và lục bạch trong ngôi nhà là phương vị các tinh của người thiếu kim thủy. Ngôi nhà lập quẻ theo huyền không phi tinh là ngôi nhà chuẩn nhất. Đơn giản hơn thì tính phi tinh lưu niên, tức phi tinh hàng năm. Tìm xem ngôi sao nhất bạch và lục bạch hàng năm bay vào phương vị nào trong nhà để làm vượng khí hai phương vị ấy. Mỗi ngày thức dậy, mặt có thể hướng về đây. Giả dụ trong năm 2023, nhất bạch hướng về Tây Nam và lục bạch bay vào hướng Tây. Qua 2024, lục bạch nhập vào hướng Đông Bắc và nhất bạch bay vào hướng Đông. Trong năm 2024, mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Đông vài giây trước khi đi đánh răng rửa mặt, giúp thêm may mắn. Bản thân Khải Toàn thường xuyên ứng dụng phương pháp này, ban đầu hay quên nhưng từ từ sẽ quen. Để tìm ra vị trí từng sao cụ thể, mời các bạn vào website xem chi tiết một cửu cung phi tinh. Mời các bạn nhìn vào đồ hình để nhận biết vị trí hàng năm của sao nhất bạch và lục bạch.
chú ý bàn làm việc. Có những người đam mê công việc, làm quên ăn quên ngủ, thì bàn làm việc là nơi vô cùng quan trọng, có thể quan trọng sau giờ ngủ thôi. Đây là nơi giải quyết công việc quan trọng hàng ngày, quyết định tài lộc, càng phải chú trọng không gian làm việc. Từ vị trí ngồi, màu sắc chiếc ghế trên bàn làm việc gồm có những gì? Hình nền màu, hình nền của máy vi tính và phía trước mặt thường thấy gì? Xem có tương ứng với mệnh khuyết hay không? Bạn chọn được phương vị tốt để đặt bàn làm việc sẽ có thêm cơ hội thuận lợi. Bạn chọn những vật hợp ngũ hành khuyết giúp công việc hanh thông đáng kể. Người thiếu kim không thể bỏ qua tượng đồng, nhất là tượng gà khỉ hay trâu. Trên bàn làm việc nên có tượng các con này, không nên dùng tượng bằng nhựa vì nhựa là mộc. Bạn lưu ý không nên để tượng ngựa, hổ và chó mèo, đây là những con kỵ với mệnh thiếu kim. Khi đặt tượng, những con vật hiền lành đầu nên xoay vào nhà. Riêng tượng gà trống có thể đặt trên bàn làm việc xoay mặt ra hướng cửa chính. Hành động này có công năng giảm đào hoa sát, những đào hoa gây phiền phức. Đá thạch anh trắng hay đen nhiều kim thủy, thạch anh có từ trường rất ổn định mà không quá đắt. Khi đặt đồ dùng, máy tính hay là đặt máy tính trên bàn làm việc thì bên tay trái nên cao hơn bên tay phải. Bên tay trái đại diện cho thanh long, bên phải đại diện cho bạch hổ. Ghế ngồi dĩ nhiên là màu trắng xám, màu kem hay màu đen. Có thể mua tấm thảm lót đúng màu để trải lên lưng hoặc tựa lưng. Dưới chân nên có một tấm thảm màu xám. Bạn hoàn toàn có thể đặt dưới chân chỗ ngồi của mình một tấm đồng. Như thế thì ngày nào cũng dẫm lên kim làm việc. Đây là một phương pháp thu nạp kim rất tuyệt vời. Những hành động này mang ý nghĩa lưng tựa kim, chân đạp kim, tự mình gia tăng vận kim khí khi làm việc. Phía sau lưng ghế ngồi nên treo một bức tranh núi Phú Sĩ. Phía trước mặt là một bức tranh củ ngư. Tranh củ ngư là tranh chính con cá hay tranh con gà. Lưng tựa núi kim, mặt nhìn kim thủy. Trong hộp tủ của bàn làm việc luôn có sẵn một chiếc gương tròn. Bất kể khi nào bạn có thể cũng tự lấy gương ra soi. Tự nhìn mình trong gương và nở nụ cười tự động khích lệ cho bản thân rằng mình sẽ vượt qua mọi trở ngại và tự cảm nhận mình có may mắn hơn bao người. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim. So với mệnh thiếu kim, mệnh thiếu thủy vất vả hơn trong thời gian làm việc ban ngày, hoàn toàn không có giờ tốt của mệnh thiếu thủy. Vì mệnh thiếu thủy chỉ thích làm việc vào buổi tối, do từ 9 giờ tối đến 1 giờ khuya là giờ của thủy. Mệnh khuyết thủy có tinh thần nhất vào giờ này. Người kỵ mộc thì buổi sáng không phải là giờ lành, buổi trưa là giờ của hỏa, từ 15 giờ chiều mới là giờ của kim. Nếu thiếu thủy thì càng về khuya càng minh mẫn. Vì vậy với người thiếu kim thủy thì nên tận dụng sau 15 giờ mỗi ngày. Các khung giờ này nên dành thời gian để làm việc, đưa ra những quyết định quan trọng là tốt nhất. Hãy xem theo lịch bản niên, vào các ngày Thân, Dậu, Sửu là các ngày kim vượng, là các ngày để quyết định việc lớn. Ngoài ra còn có những ngày có chữ Canh hoặc Tân, cũng là hành kim. Các bạn lưu ý, bạn nào sinh ngày Ất hành mộc, không nên chọn ngày quá nhiều kim. 15 đến 19 giờ là giờ Thân, Dậu, 19 đến 21 là giờ Tuất, cũng hành kim. Từ 1 đến 3 giờ sáng, giờ Sửu hành thủy. Những con số nhiều kim. Nếu tính số lẻ thì lục bạch và thất xích, tức số 6, số 7 thuộc hành kim, hay số 1 thuộc hành thủy. Tính theo số nhiều thì nên tính các tổ hợp sau rất nhiều kim thủy. Ví dụ trong 60 Giáp Tý, số 09 thuộc nhâm thân, thuộc kim thủy, số 10 là Quý Dậu cũng tương tự. Hay số 57 canh thân là số toàn kim. Có rất nhiều phương pháp để tra, hãy toàn chia sẻ theo phương pháp chọn số hợp mệnh khuyết. Người khuyết kim có thể ít quan tâm đến số điện thoại, vì vậy số quan trọng nhất của mỗi người là gì? Chính là số xe, số nhà, số tài khoản ngân hàng và màu sắc ngân hàng logo đang sử dụng. Nếu mỗi một việc bạn tự tích lũy một ít điều lành sẽ tích tiểu thành đại, sẽ tự tích góp một chút may mắn cho mình rồi sẽ trở thành đại may mắn. Xét theo 60 Giáp Tý, các con số nhiều kim nhất là 57, 58 và 38. Mời các bạn nhìn vào đồ hình hoặc vào web xem hướng dẫn. Ngoài ra các bạn nên tham khảo các con số của mộc hỏa, vì đây là những con số kỵ với mệnh thiếu kim. Giả dụ bạn thiếu kim, bạn có thể chọn số điện thoại hay tài khoản ngân hàng là những số 575757.
thức ăn, hành kim. Bản thân Khải Toàn ứng dụng trong phong thủy chú trọng ăn uống hơn ăn mặc. Những gì ta mặc là dưỡng bên ngoài, việc ăn uống là dưỡng từ bên trong. Mệnh thiếu kim thủy, hạn chế ăn lẩu, đồ nướng vì là hành hỏa. Đồ lạnh, thịt gà, trứng gà là hành kim, thịt đông lạnh, kem lạnh, thạch, tổ yến đều là kim. Khi ăn thủy hay sản là hành thủy, uống trà đá hay bia cũng là thủy. Trong phong thủy cải vận theo mệnh khuyết, ăn uống là một phần rất quan trọng. Giả dụ ai đó tặng bạn tổ yến là tặng kim. Dù bạn khuyết gì, hãy nên thường xuyên ăn chay giúp tâm thanh tịnh, giúp thân tâm thanh tịnh. Mỗi tuần có thể ăn 1-2 ngày hoặc là ăn 1-2 bữa chay. Ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giảm sát sanh. Khi bạn cúng kiến cũng nên cúng chay. Không nên vì tế lễ cho thần linh mà sát sanh, tổn hại đến sinh linh khác sẽ tự tổn giảm phước của chính mình. Động vật và hình tượng thuộc kim. Khi xem đến chương này, hẳn bạn là người rất kiên nhẫn, sẽ có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh. Chính bạn đã tự cho mình cơ hội này. Nhằm muốn tìm ra phương pháp cho chính mình để đổi vận. Người kỵ mộc hỏa không nên nuôi chó mèo. Nếu nuôi thì hạn chế thường xuyên gần chúng. Động vật gà khỉ là kim, khó có thể nuôi thì dùng hình tượng, tranh ảnh. Khuyết kim vẫn có thể nuôi cá. Nhà treo một bức tranh trâu, gà khỉ, gấu trắng là kim. Ảnh có tuyết, châu Âu, tháp Eiffel là kim. Trong mỗi thành phố, nơi có nhiều kim nhất chính là tiệm vàng. Mỗi tuần hay mỗi tháng, bạn đến tiệm vàng mua một ít vàng. Thậm chí, chỉ cần vào đây vẫn có thể hấp thu kim khí. Nhưng tốt nhất nên tha về một tí vàng cho mình. Các vật liên quan đến vàng, bạc, đồng, tất cả đều là kim. Mua trang sức vàng bạc, mua sắm quần áo theo màu chủ đạo trắng xám. Đi mua bộ kéo cắt móng tay, bỏ vào ba lô để mang theo. Kèm theo một chiếc gương nhỏ hình tròn là phương pháp tự mang kim theo bên mình. Mua ngay một chiếc tủ lạnh đặt phòng khách hay một chiếc gương hình oval đặt bàn làm việc, gia tăng nhiều kim. Thỉnh thoảng có thể đi xem các tượng thờ màu trắng hoặc đi đến nhà thờ. Nhà thờ là nơi có nhiều kim thủy. Bệnh viện cũng là nơi nhiều kim, nhưng tại đây rất nhiều sát khí, không phải nơi có từ trường lành. Nên sưu tầm và đeo trang sức bằng vàng bạc. Đơn giản hơn thì chiếc chuông đồng cũng là vật trợ kim, tăng kim, nhưng bộ cắt móng tay là vật không thể thiếu. Được tặng quà hợp mệnh khuyết kim. Người thiếu kim kỵ mộc và có thể kỵ cả hỏa. Những khi được tặng những đồ vật thuộc mộc hỏa, bạn lại để dành hay dùng chúng, không phải điều tốt, trừ những vật mang giá trị tri thức như sách vở. Giả dụ ai đó tặng bạn rượu hay đông trùng hay nấm quý, bạn lưu trữ hay dùng chúng thì không nên. Ngược lại, được người ấy dẫn đi mua vàng, mua kim cương, quả thật vừa hợp vừa tốt lành. Một trong những món quà ý nghĩa nhất với mệnh thiếu kim đó chính là chiếc đồng hồ kim loại đắt tiền. Một chiếc đồng hồ hiệu Rolex hay Tag Heuer quả là những món quà mang ý nghĩa cao. Nên chọn loại đồng hồ tự động vì chúng có công năng tự động lấy kim. Những chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng, loại tự động tốt hơn đồng hồ cơ vì nó tự vận hành. Mệnh thiếu kim có một điều kỳ lạ, chiếc đồng hồ hay dùng thường xuyên chạy chậm. Thường xuyên chạy chậm sau một thời gian sử dụng, phải chỉnh lại giờ. Thời gian trên đồng hồ càng chậm, vận sẽ càng kém. Được ai đó tặng mắt kính rộng vàng cũng rất tốt. Mắt kính nên tròn một tí, tránh vuông góc vì vuông thuộc mộc. Tránh đeo mắt kính không có gọng sẽ làm cho mộc tăng trưởng. Trẻ thiếu kim chuẩn bị cho kỳ thi. Thời gian thi có lợi nhất vào tháng 2 đến tháng 5, thường là có lợi cho mệnh thiếu mộc hỏa, nhưng không có lợi cho mệnh khuyết kim. Mùa xuân hè là thời điểm mộc hỏa vượng, kim thủy suy yếu. Vì vậy khi vào các kỳ thi hàng năm, cần phải tăng cường vận kim cho trẻ bằng các phương pháp Khải Toàn vừa chia sẻ như trên. Vì kỵ mộc tuyệt đối không nên giữ mộc. Mộc là kẻ thù của kim. Việc trước tiên là phải làm gọn sạch móng tay móng chân, tránh cho mộc sinh trưởng và cả giữ vệ sinh. Tóc tai của trẻ nên làm gọn, tránh lượm thượm,
vì tóc tai móng đại diện cho mộc trên cơ thể. Trẻ thiếu kim nhất định phải đeo một lắc bạc ở tay trái hoặc chân trái. Người trưởng thành có thể đeo cả khuyên tai để tăng vận kim. Vào những ngày thi cử, có thể mang theo một chiếc khăn màu trắng, khăn màu kem, đeo một dây chuyền hay lắc bạc ở chân và tay. Vật này tốt nhất nên được gia trì sái tịnh, nên mang cả vớ giày dép màu trắng hoặc màu xám. Trẻ thiếu kim muốn trở nên thông minh hơn, có thể ăn nhiều trứng gà, thịt gà, hay uống nước yến, uống nước ép lê, tất cả những loại trái cây có màu vàng nhạt. Mỗi khi ngồi học bài, màu sắc chiếc ghế hay khăn tựa lưng nên là trắng xám hay đen. Dưới chân nên có một tấm thảm cùng màu. Học bài buổi tối thường tốt hơn học ban ngày. Nương vào những người có kim vượng. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, kháng sinh có lực mạnh nhất. Người mệnh thiếu kim hẳn nhiên nhờ vào người có kim vượng. Họ là quý nhân, phương pháp thật đơn giản. Người sinh các thời điểm sau đây đa phần là người nhiều kim. Trong bát tự có kim hợp bởi tỵ dậu sửu, hoặc là tam hợp bởi thân dậu tuất. Người được sinh ra bởi cha mẹ là thìn và dậu. Thông thường người sinh từ 8 tháng 8 cho đến 8 tháng 9 dương lịch vào các tiết khí lập thu sử thử bạch lộ rất nhiều kim. Và người sinh vào 8 tháng 9 cho đến 8 tháng 10 dương lịch vào các tiết khí thu phân và hàng lộ cũng nhiều kim. Người sinh vào giờ kim là giờ thân dậu vào 15 đến 19 giờ. Người trong bát tự kết hợp hai chữ canh và ất. Phương pháp này hoàn toàn có thể áp dụng với sếp, cấp trên, đồng nghiệp. Tìm ra được người như thế ở cạnh họ là có thêm may mắn. Mời các bạn vào website một tra lá số, nhập ngày giờ sinh, giới tính sẽ ra thông tin ngũ hành của người từng tra. Nếu người này thật sự quan trọng, bạn càng nên biết họ có những mật mã gì. Thần tượng của mệnh thiếu kim có thể là người sắt Iron Man hay đội trưởng Mỹ. Du lịch về nơi có kim. Phương Nam là hỏa, phương Đông đại diện cho mộc, phương Bắc là thủy, thì phương Tây và Tây Bắc đại diện cho kim. Du lịch về Bắc, Tây và Tây Bắc là tăng kim thủy. Khi vận của bạn kém, đầu tiên là nên thanh tẩy khí cả ngôi nhà, đó là một phương pháp. Hoặc đi du lịch đến vùng đất khác là cách giúp thay đổi từ trường, đón nhận những năng lượng mới, sinh khí mới cho bản thân. Du lịch đến vùng biển là thủy, đến vùng núi cao, lạnh là kim. Cùng người ấy đi biển, đi Đà Lạt, Sapa thì thật tuyệt vời. Mệnh thiếu kim nên biết, ngoài số nhà, tên đường nên chọn theo kim, thì phương hướng khu vực của thành phố cũng có ngũ hành tương tự. Ví dụ phía đông là hành mộc, phía tây hay miền tây là hành kim. Có thể về miền tây cũng là một lựa chọn. Hướng nhà cho mệnh thiếu kim. Bài này Khải Toàn không đề cập về mệnh quái hay không đề cập về đông tây tứ trạch. Mỗi thuật số có phương pháp khác nhau, tùy vào ứng dụng và sự chân thiện của chư vị. Xin đừng so sánh thuật này tốt hơn thuật kia. Khải Toàn ứng dụng bát tự tứ trụ cải vận theo mệnh khuyết khi xem mệnh. Về phong thủy nhà, ứng dụng theo loan đầu và huyền không phi tinh. Trong thuật xem phong thủy địa lý, hình thể ưu tiên hàng đầu. Ví dụ nhà nên vuông vắn, nhà khuyết gốc là nhà kém, tương tự nhà L. Khu vực tốt, quang cảnh đẹp, không có hình thù kỳ quái, càng không nên ở quá gần chùa hay bệnh viện. Trước nhà nếu có hố ga càng hung họa. Trước tiên là hình thể, sau đó là lý khí. Sơn quảng đinh, thủy quảng tài, tức phía trước là hướng thủy, phía sau là hướng tọa. Tọa đại diện cho nhân đinh, cho con người, đại diện cho sức khỏe và êm ấm trong gia đạo. Phía sau nên vững chãi, hai bên thanh long bạch hổ được che chắn, phía trước nên thông thoáng là bố cục hình thể vẹn toàn. Vì vậy, phương tọa là phương quan trọng nhất. Khi ngủ, làm việc, ngồi đọc sách thì sau lưng nên có sự vững chãi, nên có điểm tựa cho con người sự an tâm. Phương tọa tức phía lưng, phía sau nhà. Giả dụ sau nhà bạn có một nhà cao tầng hoặc nhà cao hơn bạn, tức bạn có thêm cơ hội làm điểm tựa. Thông thường kỵ sau nhà có ao hồ, nhất là những con kênh. Vừa xấu về lăng đầu, vừa xấu về vị sát. Vị sát là mùi hôi, là đại kỵ trong phong thủy. Vừa là sát khí, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mệnh thiếu kim khi chọn nhà nên chọn nhà hướng đông hoặc đông nam, và cả hướng nam là phù hợp nhất, vì các phương hướng này tây, tây bắc và bắc là các hướng tọa của các hướng trên, ngũ hành đều thuộc kim và thủy. Nhà ở căn hộ lại tính theo phương pháp khác, mời các bạn xem thêm tại web. Dù có được nhà hợp mệnh khuyết thì đây là một trong rất nhiều yếu tố phong thủy nhà ở, còn xét thêm cả tên đường, số nhà, cách cục và tâm lý những người sống trong nhà. Chọn nhà để ở khác với chọn nhà để thuê. Chọn thuê hay kinh doanh nên tính tầm trong 3 năm là hợp nhất. Mời các bạn xem thêm video 18 bước chọn nhà có phong thủy tốt, sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về phương pháp chọn nhà. Khải Toàn xin nhắc lại, người thiếu kim nên chọn nhà hướng đông, đông nam và nam, sẽ có thêm nhiều cơ hội tốt. Ngành nghề cho người thiếu kim. Trên đây là một số ngành nghề thuộc kim. Bạn làm ngành mình khuyết sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi. Có những ngành mình rất thích mà kỵ với bạn thì bạn làm ăn khá vất vả. Làm vì đam mê chứ không kiếm được nhiều tiền. Một anh gia chủ mệnh sinh mùa xuân, sinh mùa xuân kỵ mộc thiếu kim, làm những ngành về kim khá thuận lợi. Nhưng anh ta lại thích dấn thêm vào thời trang, vừa làm quần áo vừa làm cả giày dép, càng làm càng khó, chỉ có lỗ không được như ý. Ngành nghề mang ngũ hành khuyết hay kỵ là một phần, còn lại phải xem công ty shop của bạn có màu sắc chủ đạo, logo theo ngũ hành gì. Điều đó có thể tăng hay giảm sự thuận lợi. Chọn logo theo hành kim. Mệnh kỵ mộc hỏa tuyệt đối không nên dùng hình vuông và tam giác. Vuông tam giác nhọn là mộc hỏa. Vuông là mộc, tam giác nhọn đều là hỏa. Phong chữ cũng có những loại phong mềm mại hay vuông góc. Hình dạng nên là hình tròn hay là hình gợn sóng vì thuộc kim thủy. Phần logo màu sắc chủ đạo vô cùng quan trọng với một công ty. Vẫn nên theo hai màu trắng xám, xanh dương đen là những màu của kim thủy. Tất cả đều theo màu sắc chính trên logo, bản hiệu đến đồng phục. Tên gọi công ty hay của shop mang ngũ hành hay ý nghĩa gì? Kế đến, chọn hình dạng và màu sắc logo theo mệnh khuyết. Để có được một logo đẹp về thẩm mỹ và hợp mệnh khuyết, quả thật không đơn giản. Vì vậy, khi thành lập công ty, khi mở shop, hãy lưu tâm đến vấn đề này ngay từ đầu để tránh phát sinh về sau. Một logo toàn kim, rất nhiều kim là văn tự hành kim, hình dạng tròn, màu sắc chủ đạo là kem trắng xám. Đừng tự triệt kim. Kim hay thủy trong mệnh vốn đã yếu, không nên nạp thêm mộc và cả hỏa vào người, điều đó gây tổn hại đến kim trong mệnh. Nếu đốt bếp thường xuyên trong không gian nhiều đèn vàng là cách tăng hỏa giảm kim. Bếp là nơi hỏa vượng nhất trong nhà, chỉ hợp với mệnh thiếu hỏa sinh mùa đông. Bếp là hỏa, không gian này nhiều màu vàng lại là thêm nhiều hỏa. Vì vậy, nếu thường xuyên vào bếp nấu ăn, nên trang trí bếp theo gam màu xám, dùng ánh đèn trắng để giảm đáng kể tính của hỏa. Dù bạn kỳ hỏa hay không, nhất định bếp phải nơi lửa, vì đây là nơi sinh vượng khí cho cả gia đạo. Bếp là nơi chủ quản dạ dày trong gia đình. Khi bạn đi ra ngoài, nhất là lúc trời nắng, không trang bị áo khoác, mắt kính cho bên mình, hỏa của mặt trời của xe cộ sẽ gia tăng lên và vận kim sẽ giảm đi. Mệnh khuyết kim cũng như là thiếu thủy, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng là cơ hội hành vận tốt. Không nên dùng giày dép hay ví tiền màu ấm màu nóng, càng không nên nhuộm tóc tím đỏ vàng. Ăn uống hạn chế ăn đồ cay hay lẩu nước, giảm thiểu tối đa hỏa khí vượng. Hàng tuần chăm sóc vệ sinh tóc móng tay càng ngắn càng tốt. Thay đổi danh xưng để tăng vận kim. Đời này sinh ra được đặt cho cái tên hợp với mệnh khuyết, đó là phước báo của bạn từ đời trước, phước báo từ gia đạo cho bạn đời này. Con người bị ảnh hưởng bởi tiền vận, tức 20 năm đầu đời. Tuy nhiên từ trung vận, tức 20 năm sau 20 năm sau, vận mệnh của bạn chuyển biến tăng hay giảm từ số mệnh gốc là do chính bản thân của bạn. Từ lúc này, mọi hành động, mọi thay đổi đều là do bạn. Bạn có thể tự thay đổi danh xưng, đổi tên hợp với mệnh. Vì tên hợp phong thủy là một yếu tố rất quan trọng trong vận mệnh.
không ít những bậc cha mẹ nhờ Khải Toàn chọn tên hợp với con của họ. Chọn tên khi con cháu chào đời, họ chú trọng khi đứa bé trước khi chào đời. Hẳn những đứa trẻ ấy đã có chút phước báo về tên gọi. Nhưng các vị có ý nghĩa trên nên cân nhắc, chuyện đặt tên cho con trẻ không khéo dễ dẫn đến xung đột nội ngoại. Vì thường ai cũng muốn giành quyền mình được chọn cho con. Tất cả hành động đó đều là tốt, nhưng cũng do duyên phận. Duyên đời này là nghiệp quả đời trước, được sinh ra trong gia đình có sự giáo dưỡng thiện lành cũng là do nghiệp lành. Mời các bạn tham khảo vài tên hành kim trong đồ hình sau. Tướng mạo của mệnh thiếu kim. Người thiếu kim nên luyện giọng nói. Giọng nói có âm vang, nghe hay giúp hành vận tốt hơn. Trên gương mặt, mũi đại diện cho kim, hãy giữ cho mũi không bị mụn và không có tàn nhang. Với nam giới, tay trái tượng trưng cho kim, còn nữ là tay phải. Vận kém cực độ có thể bấm lỗ tai, sau đó đeo tay trái một viên tai nên bằng vàng hoặc bằng vàng trắng. Nữ thiếu kim có thể đeo cả hai tai, không nên đeo bông tai có màu đỏ hay màu xanh lá. Nếu mắt đại diện cho hỏa thì mũi tượng trưng cho kim thổ, nên mọi người cần chú ý đến việc giữ cho mũi sạch sẽ. Một số bạn trẻ thích đeo khuyên cả ở mũi cũng có thể xem là một hành động nhiều kim thủy. Nếu mũi có tàn nhang nên xóa đi. Đối với nữ giới, mũi tượng trưng cho chồng, đồng thời mũi cũng tượng trưng cho kim. Mũi đẹp và không có đốm nám thể hiện bạn có phu vận rất đẹp. Sinh mùa xuân kỵ mộc. Mộc là kẻ thù của kim. Trong cơ thể, mộc tượng trưng cho gan. Khi chức năng gan của bạn không tốt, khiến bạn dễ đa sầu đa cảm hay lo nghĩ xa. Vì một việc nào đó mà dễ phiền não trong thời gian dài, dễ sinh ra tàn nhang. Tuy nhiên, với quan niệm người xưa có nói, có tàn nhang mới có phước hoại, để có được quý nhân phò trợ. Có tàn nhang là tượng trưng cho có phúc khí. Hãy giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, giữ cho mũi đẹp và tập giọng nói âm vang. Yếu điểm của mệnh thiếu kim. Người mộc vượng tính cách khá bộc trực, dễ làm phật lòng những người khác. Họ giúp ai sẽ giúp hết mình. Khi đối phương không thuận ý, chính bản thân họ dễ thất vọng, thậm chí họ nghĩ hiệp quân tử thái quá. Đời này, bạn đặt nặng tâm trí của mình vào bất cứ việc gì thì dễ thất vọng với chính việc ấy, với chính người bạn đã kỳ vọng. Người mà dễ rơi vào sàn diễn của người khác, dễ bị người khác lôi lên sân khấu, diễn vở diễn mình không chủ động, là người thiếu sự thông đạt. Cần một khoảng thời gian, cần những sự xung đột, họ sẽ tự nhận ra. Đứng bên ngoài góp ý nhẹ nhàng sẽ tốt hơn giúp người hết mình mà bản thân mình không thật sự mở lòng thông cảm. Họ là những người khá bảo thủ, nhất là những người sinh năm Tý Ngọ Mão Dậu Dần. Sinh vào mùa xuân tính cách rất bảo thủ, khi còn trẻ họ dễ phạm nhiều sai lầm trong các mối quan hệ, dễ bị lợi dụng lòng tin của mình khi giúp ai đó. Người mà không tùy thuận hoàn cảnh là người đau khổ. Chấp vào cái tôi, khó mở lòng với cuộc sống. Bạn hãy nhìn vào vạn vật sống tốt tươi, xanh tươi nhờ vào thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên. Mệnh dư mộc thiếu kim là người dư nghĩa hiệp nhưng thiếu lực sát thương. Phải luôn tôi luyện mới có thể là người đứng đầu. Mệnh có nhiều mộc hỏa thường là người rất nhiệt thành, là người rất năng động. Tuy nhiên thiếu sự nhẫn nại, tâm tính dễ bị động, nhất là lời thị phi từ bên ngoài. Mệnh như mộc hỏa thiếu kim thủy, nếu ngày ngày chịu khó thiền định, tâm bình khí hòa, trí huệ sẽ khai mở, có thể làm được nhiều việc lớn hơn trước đó. Khi đã xem đến đây, hẳn bạn là người vô cùng kiên nhẫn chịu khó tìm thông tin để tự thân cải biến vận mệnh. Pháp môn thiện lành không thiếu, các thầy giảng trên mạng không khó tìm, nhưng phải đủ phước duyên mới gặp, mới xem và tự mình thay đổi. Dù bạn khuyết gì cũng không nên dùng thái quá. Người kỵ mộc vẫn cần ăn rau xanh, người kỵ kim vẫn cần trứng gà. Mệnh khuyết ngũ hành nhằm cân bằng giúp cơ thể điều hòa. Tâm thiện thì tướng sẽ chuyển, tu dưỡng giúp cho tâm thiện,
hay dụng phong thủy giúp cải biến vận mệnh. Sớm thì 2-3 năm, muộn thì 5-10 năm. Vận hạn của bạn do chính bạn tự quyết định nó như thế nào. Khải Toàn đã dành thời gian biên tập cho mệnh thiếu kim cải vận theo mệnh khuyết, mong các vị đủ duyên lành xem và ứng dụng. Nội dung chia sẻ từ tất cả tấm lòng, nếu có gì thiếu sót xin các bạn mở lòng thông cảm. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc. Các bạn tìm Google thầy Khải Toàn, các bạn vào một trong hai website khaitoanphongthuy.com hoặc phongthuycaivận.org. Vào website các bạn vào mục tra lá số, tự nhập ngày tháng năm giờ sinh dương lịch của mình vào và nhấn tra lá số. Đây là kết quả tra lá số mà bạn vừa nhập vào. Bạn nhấn nhanh vào mục lá số và đại vận. Ở cột ngày và dòng can, tức là mệnh ngày sinh, nhật can. Đây là thông tin của mệnh ngày sinh. Đây là thông tin của ngày sinh thuộc âm hay thuộc dương. Ví dụ, ngày sinh là Nhâm Thủy, cung chính tài là chủ Đinh Hỏa. Đây là thông tin đại vận của lá số. Ý nghĩa 10 nhật can, tức 10 mệnh ngày sinh. Nội dung được trích trong chương 6, nhóm học online. Trong mệnh lý, tháng sinh có lực mạnh nhất. Thì nhật can là gốc, mệnh ngày sinh là gốc của mệnh. Mời các bạn tham khảo từng mệnh ngày sinh. Ngày sinh Giáp, hành mộc dương, tượng trưng cho cây to lớn. Ngày sinh Ất, hành mộc âm, tượng trưng cho dây leo. Ngày sinh Bính Hỏa, hành hỏa dương, tượng trưng cho mặt trời. Ngày sinh Đinh, hành hỏa âm, tượng trưng cho ánh đèn, ánh lửa con người tạo ra. Ngày sinh Mậu Thổ, hành thổ dương, tượng trưng cho núi lớn. Ngày sinh Kỷ, hành thổ âm, tượng trưng cho đất mềm. Ngày sinh Canh, hành kim dương, tượng trưng cho kim loại cứng. Ngày sinh Tân, hành kim âm, tượng trưng cho vàng bạc. Ngày sinh Nhâm, hành thủy dương, tượng trưng cho sông lớn. Ngày sinh Quý, hành thủy âm, tượng trưng cho nước ao hồ.